Đây là bài 1 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của Hội quán Tam Thế. Tỷ y cửa. Bài 1. Xin chào. Hãy cùng học cách nói tên hai nhân vật trong bài. Lina là một học sinh người nước ngoài. Lina. Lín. Lín. Na. Na. Lina. Lina. Hãy cùng học cách nói Lục Vũ Bình. Đây là tên của một học sinh người Trung Quốc. Lu Yu Ping. Lu. Lu. Yu. Yu. Ping. Ping. Lu Yu Ping. Lu Yu Ping. Hãy nói hai tên Lina, Lục Vũ Bình. Lina, Lu Yu Ping. Trong tiếng Trung, cách chào nhau là Ni hao. Trong đó từ Ni có nghĩa là bạn, anh, chị, vân vân. Hao là tốt, khỏe. Ni hao. Tiếng Trung nói thành Ni hao. Hãy nói xin chào. Ni hao. Ni hao. Hãy thử nói Lina chào cậu. Lina, ni hao. Lina, ni hao. Hãy nói Lục Vũ Bình chào cậu. Lu Yu Ping, ni hao. Lu Yu Ping, ni hao. Bây giờ hãy học cách nói bạn có khỏe không? Ni hao ma. Trong đó từ ma trong tiếng Trung là một từ để hỏi, ở đây có nghĩa là không. Ma là thanh nhẹ. Hãy nói bạn có khỏe không? Nguyên văn là bạn khỏe không? Ni hao ma. Ni hao ma. Hãy thử nói anh khỏe không? Ni hao ma. Bạn có khỏe không? Ni hao ma. Hãy nói Lục Vũ Bình cậu khỏe không? Lu Yu Ping, ni hao ma? Lu Yu Ping, ni hao ma? Lina, bạn khỏe không? Lina, ni hao ma? Lina, ni hao ma? Hãy nghe từ tôi trong tiếng Trung. Wo. Wo. Trong tiếng Trung người ta thường nói mình rất khỏe thay vì nói là mình khỏe. Hãy nghe cách nói này. Wo hen hao. Hãy nghe từ rất. Hen. Hen. Từ này là thanh ba. Rất khỏe. Hẳn hảo. Trong tiếng Trung nói thành hẳn hảo. Hay nói rất khỏe. Hẳn hảo. Hẳn hảo. Bây giờ hãy nghe cách nói tôi rất khỏe. 我很好. 我很好. Có thể nói là 我很好. 我很好. Hãy chú ý cách biến điệu thanh ba trong tiếng Trung. Quy tắc nói chung như sau. Khi hai thanh ba đi liền nhau, thanh thứ nhất đọc thành thanh hai. Ví dụ, ni hao hoặc hen hao đọc thành ni hao, hen hao. Ba thanh ba đi liền nhau, thanh ở giữa đọc thành thanh hai hoặc hai thanh đầu đọc thành thanh hai. Ví dụ, wo hen hao đọc thành wo hen hao hoặc wo hen hao. Bây giờ hãy thử nhắc lại. Lina, cậu có khỏe không? Lina, ni hao ma? Lục Vũ Bình, bạn khỏe không?
Lưu Huy Bình, nǐ hǎo ma? Mình rất khỏe. Wǒ hěn hǎo. Wǒ hěn hǎo. Sau đây là từ bố trong tiếng Trung. Bà bà. 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 Bà bà. Một thanh bốn và một thanh nhẹ. Hãy nhắc lại. Bà bà. Từ mẹ trong tiếng Trung. Ma mà. Ma. Ma. Mà. Mà. Ma mà. Ma mà. Hãy nhắc lại. Bố. Bà bà. Bà bà. Mẹ. Ma mà. Ma mà. Hãy nói cùng nhau. Bố, mẹ. Bà bà. Ma mà. Bà bà. Ma mà. Bây giờ hãy nghe cách nói bố của bạn. Nguyên văn là bạn, bố. Nǐ bà bà. Nǐ bà bà. Hãy thử nói mẹ của bạn. Nǐ ma ma. Nǐ ma ma. Bây giờ hãy thử nói bố tôi. Wǒ bà bà. Wǒ bà bà. Mẹ của tôi. Wǒ ma ma. Wǒ ma ma. Bây giờ hãy thử nói bố mẹ của bạn. Nguyên văn là bạn, bố, mẹ. Nǐ bà bà ma ma. Nǐ bà bà ma ma. Hãy nói bố mẹ tôi. Wǒ bà bà ma ma. Wǒ bà bà ma ma. Bố của bạn có khỏe không? Nguyên văn là bạn bố khỏe không? Nǐ bà bà hǎo ma? Nǐ bà bà hǎo ma? Mẹ bạn có khỏe không? Nǐ ma ma hǎo ma? Nǐ ma ma hǎo ma? Hãy thử nói, Lena, bố mẹ bạn có khỏe không? Lena, nǐ bà bà ma ma hǎo ma? Lena, nǐ bà bà ma ma hǎo ma? Bố mình rất khỏe. Wǒ bà bà hěn hǎo. Wǒ bà bà hěn hǎo. Mẹ mình rất khỏe. Wǒ ma ma hěn hǎo. Wǒ ma ma hěn hǎo. Hãy nói, Lina, bố bạn khỏe không? Lina, nǐ bà bà hǎo ma? Bây giờ là từ anh ấy, ông ấy. Tha. Tha. Cô ấy, chị ấy, vân vân. Tha. Trong tiếng Trung, từ tha để chỉ nam và từ tha để chỉ nữ. Cách đọc giống nhau, viết khác nhau. Hãy nhắc lại, anh ấy, ông ấy, cô ấy, chị ấy. Tha. Tha.
hay dùng đại từ tha để thay thế bố mình rất khỏe hay ông ấy rất khỏe. Tha khấn khảo. Tha khấn khảo. Sau đây là cách nói bọn họ. Tha mẩn. Tha mẩn. Trong đó từ mẩn là thanh nhẹ, ghép vào đằng sau danh từ trong tiếng Trung để chỉ số nhiều. Ví dụ, chúng tôi. Wǒ mén. Wǒ mén. Các bạn. Nǐ mén. Nǐ mén. Bọn họ. Tha mén. Tha mén. Các bạn có khỏe không? Nǐ mén hǎo ma? Nǐ mén hǎo ma? Hãy nói chúng tôi rất khỏe. Wǒ mén hěn hǎo. Wǒ mén hěn hǎo. Họ rất khỏe. Tā mén hěn hǎo. Họ có khỏe không? Tha mần khảo ma? Tha mần khảo ma? Các ông bố, bà mẹ. Bà bà ma mà mân. Bà bà ma mà mân. Hãy thử nói các ông bố. Bà bà mân. Bà bà mân. Các bà mẹ. Ma mà mân. Ma mà mân. Hay nghe từ đều. Tâu. Tâu. Đều rất khỏe. Tâu khấn khảo. Tâu khấn khảo. Họ đều rất khỏe. Tha mần tâu khấn khảo. Tha mần tâu khấn khảo. Chúng tôi đều rất khỏe. Wǒ mén tâu khấn khảo. Wǒ mén tâu khấn khảo. Bây giờ hãy thử nói. Các bạn đều khỏe chứ? Nǐ mén tâu khảo ma? Nǐ mén tâu khảo ma? Bố mẹ bạn đều khỏe chứ? Nǐ bà bà ma mà tâu khảo ma? Nǐ bà bà ma mà tâu khảo ma? Hãy nói, bố mẹ mình đều rất khỏe. Wǒ bà bà ma mà tâu hěn hǎo. Wǒ bà bà ma mà tâu hěn hǎo. Hãy hỏi, Lục Vũ Bình, bố mẹ cậu đều khỏe chứ? Lưu Vũ Bình, nǐ bà bà ma mà tâu hǎo ma? Lưu Vũ Bình, nǐ bà bà ma mà tâu hǎo ma? Bây giờ hãy nghe cách nói bận, máng, máng. Có bận không? Máng ma? Máng ma? Bạn có bận không? Nǐ máng ma? Nǐ máng ma? Bố bạn bận không? Nǐ bà bà máng ma? Nǐ bà bà máng ma? Mẹ bạn bận không? Nǐ ma mà máng ma? Nǐ ma mà máng ma? Đều rất bận. Tâu
Tâu khẩn máng. Tâu khẩn máng. Chúng tôi đều rất bận. Wǒ mèn tòu hěn máng. Wǒ mèn tòu hěn máng. Các bạn đều bận à? Nǐ mèn tòu máng ma? Nǐ mèn tòu máng ma? Các bạn đều rất bận à? Nǐ mèn tòu hěn máng ma? Nǐ mèn tòu hěn máng ma? Bố mẹ mình đều rất bận. Wǒ bà bǎ ma ma tòu hěn máng. Wǒ bà bǎ ma ma tòu hěn máng. Bố mẹ chúng mình đều rất bận. Wǒ mèn bà bǎ ma ma tòu hěn máng. Wǒ mèn bà bǎ ma ma tòu hěn máng. Bây giờ hãy nghe cách nói không bận. Bù máng, trong đó từ không là bù. Bù, không bận. Bù máng. Bù máng. Tôi không bận. Wǒ bù máng. Wǒ bù máng. Họ không bận. Tha mèn bù máng. Tha mèn bù máng. Họ đều không bận. Tha mèn tâu bù máng. Tha mèn tâu bù máng. Họ đều rất không bận. Tha mèn tâu khẩn bù máng. Tha mèn tâu khẩn bù máng. Cậu không bận à? Nǐ bù máng ma? Nǐ bù máng ma? Họ đều không bận à? Tha mèn tâu bù máng ma? Tha mèn tâu bù máng ma? Bố mẹ bạn đều không bận à? Nǐ bà bǎ ma ma tòu bù máng ma? Nǐ bà bǎ ma ma tòu bù máng ma? Họ đều không bận. Tha mèn tòu bù máng. Tha mèn tòu bù máng. Sau đây là từ bạn. Phẩn dầu. Phẩn. Phẩn. Dầu. Dầu. Phẩn dầu. Một thanh hai và một thanh nhẹ. Phẩn dầu. Phẩn dầu. Bạn của tôi. Wǒ phẩn dầu. Wǒ phẩn dầu. Bạn của anh. Nǐ pěng yǒu. Nǐ pěng yǒu. Bạn của anh ta. Tā pěng yǒu. Tā pěng yǒu. Bạn cậu có khỏe không? Nǐ pěng yǒu hǎo ma? Nǐ pěng yǒu hǎo ma? Anh ấy không khỏe. Tha bù khảo. Anh ấy rất khỏe.
Tha khẩn hảo. Tha khẩn hảo. Sau đây là từ nam hay là con trai. Nám. Nám. Từ bạn trai nguyên văn là nam bạn. Nán phẩng yểu. Âm Hán Việt là nam bằng hữu. Nán phẩng yểu. Nán phẩng yểu. Bạn trai của tôi nguyên văn là tôi nam bạn. Của nán phẩng yểu. Của nán phẩng yểu. Bạn trai của bạn. Nhì nán phẩng yểu. Nhì nán phẩng yểu. Bạn trai của bạn có khỏe không? Nhì nán phẩng yểu khảo má. Nhì nán phẩng yểu khảo má. Bạn trai bạn có bận không? Nhì nán phẩng yểu mắng má. Nhìn nán thở nhiều mắng mà. Anh ấy rất bận. Tha khẩn mắng. Tha khẩn mắng. Bây giờ hãy nghe cách nói. Còn ai đó thì sao? Nơ. Nơ. Còn cậu thì sao? Nhì nơ. Nhì nơ. Còn tôi thì sao? Wǒ nè. Wǒ nè. Còn Lục Vũ Bình thì sao? Lù Yǔ Pěng nè. Lù Yǔ Pěng nè. Bố mẹ bạn thì sao? Nǐ bà bǎ mā mǎ nè. Nǐ bà bǎ mā mǎ nè. Bạn họ thì sao? Tā měn nè. Tā měn nè. Còn bạn trai bạn thì sao? Nǐ nán pěng yǒu nè. Bây giờ hãy thử nói. Còn bạn trai bạn thì sao? Anh ấy có khỏe không? Nǐ nán pěng yǒu nè, tā hǎo má. Nǐ nán pěng yǒu nè, tā hǎo má. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo nội dung của bài. Lù Yǔ Pěng hǎo má. Lù Yǔ Pěng hǎo má. Tha hěn hǎo. Lù Yǔ Pěng máng má. Lù Yǔ Pěng máng má. Tha bù máng. Lín nà de bà bà mà mà hǎo má. Trong đó, Lín nà de bà bà mà mà có nghĩa là bố mẹ của Lín nà. Lín nà de bà bà mà mà hǎo má. Lín nà de bà bà mà mà hǎo má. Tha mèn dou hěn hǎo. Lín nà de bà bà mà mà bù hǎo má. Lín nà de bà bà mà mà bù hǎo má. Bù, tha mèn dou hěn hǎo. Bù, tha mèn dou hěn hǎo. Lín nà de nán pěng yǒu nè, tha máng má. Trong đó, Lín nà de nán pěng yǒu là bạn trai của Lín nà. Lín nà de nán pěng yǒu nè, tha máng má. Lín nà de nán pěng yǒu nè, tha máng má.
hẩn máng. Hãy nghe từ bạn gái. Nguyên văn là nữ bạn. Nữ phở nhở. Trong đó từ nữ là nữ. Nữ. Nữ phở nhở. Âm Hán Việt là nữ bằng hữu. Nữ phở nhở. Bạn gái tôi. 我女朋友 我女朋友 Bạn gái của bạn có khỏe không? 你女朋友好吗? 你女朋友好吗? Bạn gái bạn có bận không? 你女朋友忙吗? 你女朋友忙吗? Bài học này đến đây là hết.